Hello, mình chào quý vị các bạn. Hôm nay cũng là ngày 28 tháng Chạp và cũng như là ngày 29. Thì năm nay có 29 ngày thôi là chuẩn bị bước sang năm mới, chào đón xuân Nhâm Dần, một con hổ vàng. Và cũng còn khoảng 20 mấy tiếng đồng hồ, khoảng 30 tiếng nữa hết năm Tân Sửu. Chắc là bây giờ quý vị và các bạn cũng đang bận rộn với cái công việc gia đình để chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu một chiếc đồng hồ Zenith mang thương hiệu của Thụy Sĩ. Và mình cũng biết được biết rằng là năm tới, năm xuân Nhâm Dần là cái năm mà Nhâm Dần là một con hổ vàng. Thế thì mình nhân tiện thì mình cũng giới thiệu một chiếc đồng hồ Zenith. Có lẽ rằng là đây là cứ gọi là mình cứ cho là như là một con hổ vàng đi nhỉ. Thế thì cơ chế hoạt động của chiếc đồng hồ Zenith này, quay lên các bạn xem và thưởng thức. Rồi mình sẽ quay chi tiết về một chiếc đồng hồ Zenith này, cũng như là mình biết cho đây là một chiếc đó. Cái chân bệ và đường nét vẽ hoa văn vẽ tay. Thì, chiếc đồng hồ này mặt số La Mã và hình đây, hoa văn họa tiết của chiếc đồng hồ này. Cơ chế hoạt động thì cũng như những một số chiếc đồng hồ Zenith mà bữa trước mình có giới thiệu với quý vị và các bạn rồi. Thì cơ chế hoạt động của chiếc đồng hồ này khi nên cót của chiếc này thì nhiều người bảo là nó có một độ cót này thì nên cót thì kiểu gì đánh chuông ở đâu đây, còn này nên cót và nên ngược tay thì sẽ là một cái lên để cót đánh chuông. Còn phần xuôi tay này cót lên giờ đó. Thì nhiều người nghĩ rằng là nó có một ổ cót thôi thì nên cót kiểu gì đó. Thì đây mình điểm chuông 30 phút điểm chuông một lần, và cũng như cơ chế của những chiếc đồng hồ khác là biểu tượng của hai cái kim này là mặt trời mặt trăng, hình chữ Zenith mà hoa văn chạm khắc đó. Thì nhân tiện là năm con hổ vàng, mình cũng giới thiệu một chiếc đồng hồ thương hiệu Zenith của Thụy Sĩ đó. Thì mình quay lên để giới thiệu với quý vị các bạn. Và cũng nhân tiện bây giờ thì mình quay lên như thế này thì cũng là tất niên rồi. Giờ này là mọi nhà cũng đang ăn tất niên, bữa cơm sum họp gia đình.
và chuẩn bị chào đón một năm mới, năm Nhâm Dần con hổ vàng. Thì mình cũng rất là cảm ơn quý vị các bạn cũng đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh của mình, và nhân tiện chào đón xuân mới cũng chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, thành đạt và đầm ấm bên gia đình và người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Xin chào, bye bye.